Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Hai Nhân Hải Dương, là một kênh chuyên cung cấp và phân phối các thiết bị âm thanh, đồng thời là một kênh chuyên ghép và kết các bộ hát. Trong clip này, Hai Nguyễn trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là một bộ karaoke và nghe nhạc có thể nói là thuộc phân khúc tầm cao cấp. Thì bộ nghe nhạc và hát karaoke này Hai Nguyễn dụng hoàn toàn đó là các thiết bị âm thanh được sản xuất từ Mỹ, công nghệ Mỹ và thứ Mỹ. Thứ nhất đó là một đôi loa đến từ thương hiệu JBL, có model là 838. Đây là một dòng loa có rất nhiều người muốn mơ ước và sở hữu cho mình. Đặc biệt những bạn nào đã được nghe loa Mỹ này rồi thì chắc chắn sẽ biết được chất âm của nó sẽ hay như nào. Một dòng loa sử dụng 3 đường tiếng bass 50, trung 25 và kép kèn. Thì dòng loa này có thể chơi tốt được các dòng nhạc như đồng quê, bolero, nhạc vàng, nhạc guitar và karaoke thì có thể nói là cực kỳ ngọt ngào và da diết. Nó như ruốt mật vào tai, lời rõ ràng, bóc tách, tép đánh lẩy và mịn, trống đánh cực mềm và êm. Thì đôi loa này em nhập về trong tình trạng đẹp xuất sắc, không thì vết, chỉ còn thiếu mỗi hộp xốp nữa là gọi loa mới thôi nhá. Càng đánh to, càng có mùi thơm. Dòng loa có thể nói là cực kỳ chi tiết đối với những người muốn đôi tai vàng được thẩm âm từ những đôi loa như này. Đấy, đôi loa này có giá là 28 triệu thôi nhá, 28 triệu, đẹp xuất sắc không tì vết, khẳng định các bác không tì vết, một dòng loa cực kỳ tuyệt vời. Và để mà phù hợp với đẳng cấp với đôi loa này thì anh Nguyễn này sử dụng những cái bộ sau. Thứ nhất là một bộ mic để hát karaoke, mic này là mic đến thương hiệu SD và có model là V8 Pro. Chiếc mic này do Mỹ sản xuất nhưng trên đất nước Trung Quốc, công nghệ Mỹ nhé. Đấy, thiết bị tiếp theo đó một con vang có thể nói cực kỳ cao cấp đến từ thương hiệu ST M9. Đây là một chiếc vang số có thể nói là cực kỳ cao cấp trong phân khúc vang số hiện nay, có giá 7 triệu đồng thôi nhé, 7 triệu đồng. Con này có một cái mặt rất là lì và nó xử lý riêng về đường nhạc thì có thể nói là tinh hoa của dân tộc. Nói về đường mic thì echo nó cực kỳ là dẻo, gọn và mướt, còn dì vật nó rất là sang sâu. Dưỡng dòng vang này thì không thể chê được đâu nhá. Nó đẹp về hình thức này và hay về nội dung. Phần mềm nó quá mạnh, phần mềm của nó có thể nói là cực mạnh. Và anh ấy sử dụng một quản lý nguồn cũng đến từ hãng Soundtop, model là B510, cực đẹp. Và một cục đẩy Soundtop có model là BA1204, 4 kênh, mỗi kênh là 1000W. Thì bây giờ anh Nguyễn đang sử dụng 2 kênh, còn 2 kênh còn lại có thể ghép cho loa sub và loa center. Bây giờ anh Nguyễn mời các bác nghe một bản karaoke với một ca khúc Diễm Xưa, một dòng nhạc rất là hoài niệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Qua bài hát này, các bác sẽ kể là tất cả những kỷ niệm xưa sẽ hiện về trong các bác và được trình diễn bởi một đôi loa Mỹ loài và một bộ ngoài Mỹ loài các nhá. Nó sẽ hay như thế nào? Sau đây anh Nguyễn mời các bác và quý vị cùng thưởng thức âm của bộ các hình này. Bây giờ các bác có thể đeo tai phone nghe cái chất âm loa Mỹ, tiếng chép đánh rất là sáng và tơi, bắt đánh rất là êm mà trung rất rõ ràng nhá. Được thực hiện từ một bộ ngoài, tất cả thiết bị này được Mỹ sản xuất nhá. Nó sẽ hay như nào? Bộ này có thể nói là ngoài cái hình thức đẹp ra thì chất âm nó có thể nói là một cái bức tranh về âm thanh toàn diện nhất. Bây giờ anh Nguyễn mời các bác cùng nghe một ca khúc rất kỳ nổi tiếng, Diễm Xưa. Dài tay em với khuôn mắt xanh xao, nghe lá thu mưa rơi mòn gói nhỏ, đường dài thu hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn mưa bay trên hàng lá đỏ,
chiều ngồi ngóng những bước chân qua. Trên bước chân em ở hầm là chợt hồn say cuốn cho mình xoắn xa. Chiều nay còn với một chiếc vang STM9 này lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, một dòng vang cực kỳ cao cấp của Mỹ sản xuất, một bộ mic STM8 Pro thu đẩy sâu tốt PA204 có thể nói là không thể chê được các bạn nhé. Oh,